của Thanh. Dạ. Bao lâu rồi không làm clip hả? Em mới 3 tuần ạ. Lý do? Lý do em bị đau chân. Xong đau rồi... chân thì có liên quan gì đến clip? Đau chân mà cứ dần dần đau tới mồm nên không nói được. Đau cổ mồm. Thật à? Thế hôm nay thì làm clip gì? Hôm nay à, em có mấy cái ngữ pháp này rất là trăn trở lâu rồi. Là soda, da chi và poi. Và hôm nay em rất là muốn chia sẻ với mọi người về cách dùng của mẫu ngữ pháp này. Mấy cái mẫu ngữ pháp đấy thì nhiều mà chưa hiểu đâu. Vâng. Nào hôm nay làm cái cũng hợp lý đấy. Dạ vâng. Đền bù. Dạ. Đền bù cho ba con. Ok. Nào nhé, bắt đầu nhá. Bằng ngữ pháp soda, da chi và poi. Poi. Chúng ta cùng nhau bước vào mẫu câu thứ nhất. Là soda. Soda, soda. Soda. Cái này thì dùng như thế nào? Chúng ta nhìn vào màn hình nhá. Với động từ vmas, mọi người bỏ mas cộng trực tiếp với soda. Tính từ đôi y, bỏ y cộng với soda. Và tính từ đôi na, bỏ na cộng với soda. Và cái này thì mình sẽ dịch là trông có vẻ. Tức là cái nhìn thấy cái gì là phán đoán trông có vẻ. Chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài nhé, nhìn từ hình thức bên ngoài và tự nhiên đoán ra nó. Đoán ra cái điều này. Hai, ichiban. Cono keki oishiso. Sinh nhật được cô bạn gái mua tặng cho cái bánh đúng không? Vừa nhìn thấy hết là sướng sướng. Trời ơi, cái bánh này ngon. Trông có vẻ ngon đúng không? Mà chưa ăn mới nhìn thôi nhá. 2番. Ano ito wa atama ga yosaso da ne. Mình chưa tiếp xúc một lần nào nhưng mà nhìn từ cách làm việc người ta đúng không? Và mình đoán rằng là cái người đó trông có vẻ thông minh đấy. Cái từ yosaso này thì nó là gì nhỉ? Mình chuyển từ y để nhé. Atama ga ii, atama ga yosaso. Hai. Tiếp theo. 3番. Kono douga omoshiro sou da. Cái clip này đúng không? Mọi người chưa xem đúng không? Nhìn trông có vẻ cũng hay hay đấy. Nên là kore kara mite mimashou. Mình đi tiếp một vài ví dụ nữa nhá. Hai. Sensei, dozo. Tiếp theo, 4番. Ne ne sensei. Soro ga kurakku natte kita ne. Nanka an ga furi sou desu. Chúng ta hình dung trong ban cảnh em đang đi ngoài đường đó, trời vẫn đang sáng tự nhiên mây đen ầm ầm kéo đến hay là trời tối sầm lại. Vậy là trời sẽ mưa đây. Sắp mưa rồi. Mưa. Hai. Đúng không? Kino hisasubi ni tomodachi ni aimashita ga. Hai. Genki sou desu ta. Yokatta desu ne. Ngày hôm qua đúng không? Tớ vừa mới gặp một đứa bạn mà lâu lâu lắm rồi không gặp ấy và trông vẫn cười tê tê, chắc có vẻ là vẫn còn khỏe đó. Nè. Hãy các bạn. Hai, câu số này quen quen nhỉ? Câu này thì bác hay nói với cô Thanh đúng không? Hai. Thanh chà, kino yori zutto yosaso da ne. Mình hay kiểu hôm nay đến mà thiếu ngủ một cái đúng không? Đến mặt xị xị ra, nhưng mà hôm sau ngủ đủ một phát là đến cười toe thầy bác hay bảo là này Thanh, hôm nay trông có vẻ khỏe hơn hẳn hôm qua rồi đấy nhỉ? Nè. Zanai, kunai. Zanai là phủ định của danh từ đối danh từ và tính từ đối na. Kunai là phủ định của tính từ đối y. Và chúng ta bỏ y đi thôi. Cộng với sa so. Đây phủ định đúng không? Phủ định trông có vẻ không cái gì đó. Tiếp theo, ví dụ là ano hito wa okane ga nasaso desu ne. Mọi người nhìn một người như thế nào thì đoán là người đó không có tiền. Không biết. Người đó trông có vẻ không có tiền. Thôi, trông đoán là nghèo rách dưới đúng không? Đấy. Tiếp theo, câu thứ 8. Ano cô đấy có thể là con gái, nó thường ám chỉ một cô bé. Một cô bé nào đó nè. Ano cô wa nihonjin janasaso desu ne. Nhìn một đứa đúng không? Bình thường mọi người đều có cái hình dung rất là rõ ràng về một cô gái Nhật Bản đúng không? Nhưng mà nhìn cô này trông rất là cá tính chẳng hạn đúng không? Đấy, và nhìn con bé đó không có vẻ gì là người Nhật Bản cả. Nè, kiu wa kono boshi kinokatta yo. Kono boshi wa takaku nasaso desu ne. Iya. めっちゃ高かったよ。いくらですか？わかんないですけど。はい。もう第二らしい。はい。もう第二もこうらしいですね。結局はこの連単通り。日本の文化はらしいだ。全部らしい。全部ですね。はい。Nhớ là cái mẫu này chỉ kết hợp với danh từ rồi nhớ chưa? Và trong trường hợp này mình sẽ dịch có rất nhiều cách dịch mọi người ạ. Đấy, cái này mang phong cách là hay đậm chất là rất. Rồi thì cụ thể như nào chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ mọi người sẽ hiểu được cách dùng của nó nhá. Hai ichiban. Kare wa otokorashi seikaku de josei ga ninki ga iru. Anh ấy thì được con gái rất là quý mến bởi cái tính cách gì nhỉ? Ra dáng đàn ông. Đậm chất. Manly, chúng ta từ manly nhé. Đậm chất. Rất là manly đúng không? Hai. Sa, otoko rashii otoko tte donna hito no koto da to omimasu ka? Wakannai ne.
私にとっては背が高くて、うん、頭がいいし、背が高くて、はい、もう大きくて、はい、イケメンだし、はい、そして経験がある男でしょ。わかんない。なんで？あれは先生にとってでしょ。顔、ね、顔と。Rồi chị đẹp trai đúng không? Rồi thì có nhiều kinh nghiệm. Rồi nha mọi người nha, đấy là tiêu chuẩn của thầy Dũng nha. Đấy, tiếp theo. 3 番ですね. Đấy, 3 番. この頃、雨らしい雨も降ってないよね. Ồ, câu này mình dịch rất hay nhá. Dạo gần đây, chả có trận mưa nào ra hồn cả. Này, hãy. Chả có trận mưa nào ra. 雨らしい雨. Hãy, 4 番. 4 番. Hãy, 彼女が選んだ花束はいかにも彼女らしい優しい色合いだった。À, cái bó hoa mà cô ấy đã chọn thì làm sao nhỉ? Có cái màu sắc rất là hài hòa và nhìn qua mà ra cái vẻ luôn của cô đấy, à tức là mang đậm phong cách của cô đấy. Cô bạn, 途中でやめるなんて君らしくないね. Hay, à, câu này nha, chúng ta dịch là cái kiểu mà tự nhiên bỏ dở giữa chừng như thế, chả ra dáng cậu gì cả.Chả ra dáng gì cả. Kimi rashiku nai. Ok. Hai. Ok, 6 番. Kare wa karada ga joubu de byouki rashi byouki o shita koto ga nai. Anh ấy thì rất là khỏe mạnh nên là chưa có bao giờ ốm trận nào ghê gớm cả. Byouki rashi byouki, đây một cách nói khác, ví dụ như kiểu như là hidoi byouki chẳng hạn, đúng không? Hidoi byouki. Hai. 6 番. Cái mẫu thứ 3 mà mình muốn giới thiệu mọi người đó là về cái dùng thể poi. Một cái cách nói mà người Nhật rất là, có thể bạn nào ở Nhật rất là nghe rất là nhiều rồi đúng không? Chúng ta sẽ kết hợp như sau ạ. Danh từ kết hợp trực tiếp với poi và động từ thì là động từ bỏ mát nhé. Poi. Thì cái này thì mình hiểu về nghĩa nó sẽ là giống, cứ như thể là có khuynh hướng là làm sao đó và nó sẽ nghiêng về nhiều về cái cảm giác của mình nhá. Trong cứ như là nó thế nào. Thì cái này hoàn toàn dùng cách dùng nó giống với là si mọi người ạ. À, nhưng mà thường thì nó mang cái ý nghĩa hơi tiêu cực một tí. Và mình ví dụ chính nhất. Hay, あの子はまだ中学生なのにとても大人っぽいだね. Cô bé đó đúng không? Mặc dù mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi nhưng mà có vẻ già. Nếu mà mọi người để ý chỗ này mình mà dịch là otona rashi, dùng thế cũng được đúng không thầy? Otona rashi. Nhưng mà otona rashi mình có thể dịch cái nghĩa mang tích cực một tí như là chững chạc. Đúng không? Thế còn poi, otonappoi thì mình dịch một chút là già già, nè. Hai, 2 番. 30 歳にもなってそんなことで起こるなんて子供っぽいよね. Có anh nào mà 30 tuổi rồi mà hơi tí là cáu hay là cáu về cái chuyện còn con như thế thì như là trẻ con này, nè. Kodomoppoi. Kotoba. Kono shatsu wa takai no ni yasupoku mieru. À đây yasupoi này, poi nó coi như là một tính từ đối y đi, chúng ta gì nhỉ? Đứng sau nó là động từ thì chúng ta bỏ y cộng với cự đi, đúng không? Nên là đọc là yasupoku mieru. Câu này đúng không? Thì mua cái áo sơ mi nào về, mua đắt ơi là đắt, thế mà nhìn ở trông cứ rẻ rẻ, trả ra đá, trả ra dáng đồng tiền gì cả. Dòng vàng là snack. Kanozo no tabekata wa otokoppoi ne. Có ai có cô bạn nào đi ăn ngô món ngoà đúng không? Như đàn ông. Cứ như đàn ông ấy, otokoppoi. Nè. Cô bạn, この牛乳水っぽくてまずい. Ngày xưa mình uống cái sữa ở bên Nhật ấy. Trời ơi trời. Cái sữa ấy gì mà loãng toẹt như là nước ấy, giờ không là chịu được. Zuwa asa kara nechippoi da. Hôm nay thấy trong người cứ gai gai thế nào nhá. Thật ra từ sáng giờ cảm giác như là ốm ấy, như là sốt ấy, nè. Nechippoi. À quên mất, cái đoạn này anh em phải cho thêm những cái tính từ chỉ màu sắc như là đỏ này, trắng, đen này, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải, nó đi với poi này sẽ dịch là gì nhỉ? Đen đen, ví dụ là kuroppoi, trông đen đen. Hay. Như là gì nhỉ? Siroppoi, trông trắng trắng này, đúng không? Akappoi. Akappoi, trông đỏ đỏ. Kiroppoi, trông vàng vàng. Thì mọi người để ý là chúng ta dùng một cái tính từ mà chỉ màu sắc ấy, khi mà bỏ y thì được chuyển thành hết thành danh từ đúng không? Và lúc đó danh từ kết hợp trực tiếp với poi thì như thầy vừa nói nhá, akappoi, siroppoi, kuroppoi, đúng không? Ok. Hay.
Mình có một cách dịch khác mà không dùng từ dễ hay đúng không? Hơi tí gì nhỉ? Cái ông giám đốc đúng không? Là cái người mà hơi tí là cáu. Thằng giám đốc. 8 番. 最近忘れっぽくなってしまった. Chả hiểu sao mà tớ kiểu hay hay quên ấy. Động tí là quên nhá. Động tí là quên đúng không? Dạ, mồ, tổ sinh nhìn nát tớ. 9 番. 僕は子供頃から 飽きっぽい性格だった. Tính của tớ ấy, từ hồi bé đến giờ ấy, động tí là chán. Akipoi. Akipoi desu. Oh, hết rồi. Owari desu. Thế thì bài học tiếp theo này con sẽ dạy. Thế thì không nhớ. Yo desu ne. Yo na. Yo na. Mitai na, mitai ni desu. Hai. Thì mấy cái mẫu này thì mình dạy luôn hai bài gần nhau bởi vì mình nó khá là dễ nhầm đúng không? Các bạn ấn vào cái gì nhỉ? Cái link đường bên dưới này xem clip tiếp theo nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Hai. Bye bye. Chào. Chào. Mata. Bye bye. Đợi. Rồi, bắt đầu. Rồi, bắt đầu ngay nào.